này. Đi. Mày mới lên ở dưới có xương đâu. Xương. Mày cạo sạch cho nó là cái gì đâu. Rồng. Phải rồng anh. Không phải rồng. Ui giời. À. Không phải rồng. Ui giời. Cái gì? Cái gì ngồi? Xin chào mọi người nhá. Hôm nay trời rét đó mọi người ạ. Hôm qua ra đây có người, người ta đào trước rồi. Đã có người đào trước đó. Đào lát bét bãi luôn. Đào lát á? Anh Luận, anh Nam, con cuối đâu? Ở ngoài anh, kia. Anh ngoài kia. Anh bảo tăng chờ ngoài kia mà. Anh ở bên ngoài đợi xem có gì anh em còn vào hỗ trợ anh em mình chứ. Nhưng mà có sao không? Đào lát bét bãi luôn. Bét luôn à? Bãi này mình thuê rồi mà. Mình thuê đây, sợ gì? Đào trộm á? Sợ gì? Có gì mình gọi chủ nhà ra chứ anh. Có gì mình gọi chủ nhà ấy chứ anh. Sợ gì nó. Tôi đào chỗ nào anh ơi. Đâu. Ở đây con cối đây. Ôi đây này. Đào này. Chắc là trong nó cũng đào cái đồ cổ nhỉ. Mình đào đấy đi. Ôi đào đi đó. Đào đi. Đấy mọi người. Anh đào cho mọi người nhá. Đấy mình đào hết chỗ này luôn rồi mọi người này. Bên kia nó đào trộm không biết không có đào con gì cái gì không. Đào tí cho lắm. Có đào, qua đào cả mảnh tiểu cơ mà. Mảnh tiểu à? Có sự xương người ấy. Mảnh nó vỡ đâu ấy. Mảnh trước tiểu cũ, mảnh tiểu cũ thôi. Tết năm nay anh em mình là ổn mọi người nhá. Đào rất nhiều đồ cổ luôn. Mong sao may sao thuê được cái bãi này để về đào. Nhưng mà giờ phải đi thẩm định, thẩm định. Thẩm định. Nó vàng thì mới ổn, chứ không phải vàng thì... Ừ. Cái này là... Thẩm định thì mới có thẩm định sau. Thì phải cứ, đào vàng cái đấy bán nó có cứ, tiền đấy. Cứ vẫn đào được dưới cái đất này còn là sướng rồi. Quan trọng gì đâu. Đất cứng phết đấy. Đất này từ thời xưa rồi nhá. Đây mấy chục mấy trăm năm rồi. Còn những cái thứ mà anh em mình đào mà gọi là anh em mình vẫn chưa đi thẩm định gì cả. Bây giờ cũng vẫn ở nhà mà gọi. Toàn đồ bóng loáng luôn. Thì anh mình đào tiếp cái chỗ hôm nâu anh đào ấy. Đây. Tiếp cái mọi người. Ui gạch luôn. Đây gạch luôn này. Đây mọi người. Trời, vỡ cả gạch. Gạch luôn. Tại vì đây là những cái hòn gạch từ hồi xưa mọi người. Đấy. Đủ có luôn nhá. Ơ. Đào gì ở đâu ấy. 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 Anh chạy đi này. Nó ấy. Ôi. Thôi. Ui. Nó ấy. Chạy chạy chạy. Lại cái thằng đào cổ hôm qua hả? Ui đúng. Nó cầm cây. Nó cầm cây. Nó đi mình ra. Phá. Ui. Chạy. Ôi anh Nam. À đây. Anh Ngọc à. Ui giật cơ mình. Anh đang ngồi ngoài kia mà. Anh tưởng cái thằng hôm qua. Dọa kinh. Cứ tưởng à. Cổ. Này, người đâu đọc cái gì đó. Cổ mười. Ôi. Cổ trầm hương. Không, trầm hương. Trầm tiền đấy à? Trầm hương. Không được. Này. Hai gỗ này người ta bọc cái đồ cổ trong gỗ này. Ôi đúng luôn rồi. Đấy. Ôi. Đây mọi người. Ôi đúng. Đúng mảnh gỗ người ta bọc rồi. Đây mọi người. Cối chạy mất tích luôn. Cối sợ chạy luôn mọi người. Tưởng là thằng hôm qua mọi người. Cái này toàn gỗ luôn này. Ủa thế nghĩ là cái gỗ này bọc đồ cổ bên trong rồi. Cái này còn có đét đấy. Sao ấy? Rách tay luôn à? Với đất rách tay. Chết rồi. Nào đây. Sâu phết đấy. Này, chảy máu luôn kìa. Đây là rúi cắn này. Rúi cắn. Sóc cắn này, nhím đâm này. Tổn thương rất là nhiều luôn mà. Còn con này. Con gì đây? Con gì không bắt tên luận này, không biết tên. Đây này. Tất cả rúi. Cái con không bắt ở trên rừng này, con trắng trắng móc chó ấy. Sói. Sói. Con sói ừ quát đéo chứ. Đây là làm tật lắm rồi. Làm tật nhiều khẹt.
mệt lắm rồi người ạ, đào gần 2 tiếng rồi. Thế gì lại đá này. Đó ngày xưa cái đường điện nó toàn là lấy chôn này nhỉ. Ngay viền này có chân gạch kìa, chỗ cối. Em nghĩ hồi xưa chứ. Đào nó không nào dưới chỗ thấp nó thích cái điện đào nhỉ. Đó. Nó cô giáo anh nhỉ. Đó. Hay hồi xưa là ở đây là có cái điện, điện thờ, điện cung ấy. Anh nhỉ? Vua. Điện vua ấy. Cô chỗ xưa thì bề ngọc, cái bình cổ ấy. Ông Phật này. Cái người chết. Cái bảo sống được 12 con giáp đấy. Con giáp. Cái con giáp đấy là chú đấy là nó tượng trưng cho những cái hồn người chết tuổi nào ấy. Nó bảo vệ nó để cho siêu thoát hay là cái gì cái kiểu gì đó chứ. Nhưng mà người ta đi coi người ta kho báu đấy thì hiện ra bảo chỗ này 10 mét ở dưới lòng đất thì còn cái mộ gì chưa đào lên được. 10 mét. 10 mét ở dưới lòng đất này nữa. Thì sâu lắm. Chết toàn vất hết ở đây. Mới đào từ đấy chứ thấy xương. Nọ thấy ít xương ấy. Hay là hộp kiểu ấy. Kiểu như là hồi xưa nó sâu lắm. Dạ. Nó bằng cái mặt đất ở dưới kia. Đây đi đâu? Đây là cái bề mặt trên thôi. Ok, cái này nó còn cao chưa cao lên nữa mà. Bây giờ mình mà đào thì nó sâu nữa. 10 mét dưới mà có khoảng bây một đấy thì. Cậu vào được. Mấy cậu khác cái gì rồi? Gạch gạch. Nó gạch mà. Toàn gạch thôi. Toàn gạch mấy gỗ mục. Tuyết rồi vậy. Đào sáng đào không được cái gì cả. Giờ đào 2 tiếng rồi, 3 tiếng rồi. Anh nào đi dọa cho chạy vậy. Thật. Sao hôm qua anh có biết là thằng nào không? Ui nó gì ấy? Hầm. Ôi, hầm một cái gì vàng ấy này. Này. Ê, thấy đồ cổ rồi. Quay. Thấy. Bới mạnh lắm, bới đây này. Bới. Bây giờ phải chọc nhẹ nó vỡ đấy. Có một xứ vỡ luôn á. Bước không quay, bước không quay. Nó kiểu ngâm nước lâu nó bị ỉu ấy. Ở đây, bên đây. Bên này cũng thấy này anh ơi. Thấy này. Này. Đây. Rồng rồi. Quay sâu rồng không? Rồng đấy. Đã. Ui đây, bên này có khoan này. Đây có khoan. Đấy đâu mày. Ui, đây rồi mọi người, đây rồi. Con rồng rồi. Con rồng á. Mới mạnh nghe. Ui giời, mới xuất bài nhá. Ui này, sao bên dưới này có hầm tụt xuống nhỉ? Hầm á, bên dưới là cái nỗ. Nỗ. Anh em phải rồng không anh? Lại ngon rồi anh ơi. Đồ cổ rồi, lại có đồ cổ mọi người. Rồng này, mõm này không phải mõm rồng. Rồng. Rồng nghe. Đấy, lại chúng kìa. Ôi, hai con rồng luôn. Làm mạnh nhanh anh. Ngon đấy, ngon rồi. Anh em phải rồng không? Xem nào. Ngon rồi. Anh em phải con rồng không anh? Ngon rồi. Ô, cửa. Ui, rồng rồi. Vài gà nó có sao con đi. Úi giời ơi mọi người. Không phải. Rồng. Rồi. Đầu rồng mọi người. Đầu rồng nhá. Con rồng đâu? Ui. Ui, từ đây. Đi. Từ đây được mới đây là mới có xương thế nào? Xương. Mày bới mày cạo sạch cái nó là cái gì đâu? Rồng. Phải rồng anh. Không phải rồng. Úi giời. Không phải rồng. Úi giời. Ui giời. Vỡ rồi, con này vỡ rồi. Ui, anh ta vỡ rồi. Đây, vỡ rồi. Anh con ngựa. Ngựa? Con này là con ngựa bay. Ui, ngựa bay. Ngựa. Con này vỡ rồi, con này mất giá trị. Ui, mọi người này. Ui. Bên đây, vẫn còn. Ôi, đây vẫn còn à. Vỡ miếng à mọi người. Mọi người xem này. Ui. Ui, con ngựa mọi người. Ui, vỡ miếng, ủi nặng thế. Nặng lắm. Cái gì? Cái gì Ngọc ơi? Cái gì? Anh Ngọc ơi! Ui, xương người rồi. Anh ơi! Sao xương dưới này?
anh đào lại nào. Anh không đào có gỗ hay gì. Ông xương rồi. Ôi, ở dưới này, ông đào dưới này. Có con ngựa. Ngựa cứ là ngựa bạch mã hay mọi người. Này. Ôi trời ơi, con bự nữa này. Ngựa bạch mã này. Đúng rồi. Đâu? Con này. Nó có nữa. Đâu? Để sao đó kìa. Anh anh xây xuân thật. Không phải nữa. Vui về đi. Được có 3 nghìn người tụi bọn hôm qua ra chết đấy. Ui, để cho người xem. Chờ, đẹp đó nha. Hát còn mấy nữa. Hát vẫn còn anh em, vẫn còn. Ủa không, không được đào một túi. Không ra ấy. Ủa trông nữa, trông nữa. Cơm xong đào tiếp. Đã vui nhanh, về 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 nha. Ôi, xuống rồi. Ôi, phá hết ổ rồi. Đẹp chưa? Còn bạch mã hoàng tử của người nhá. Bạch mã nhá. Bị vỡ ông miếng rồi. Vỡ miếng chắc này không được. Cái người đi. Cái dao đại nén này. Anh Ngọc anh sợ anh ấy. Rồi thấy có xương người hay sao mà. Thấy cái dưới đi. Anh thấy cạch cái dưới anh tưởng xương người. Thật là chắc mất tích. Đi đi rồi anh, đi đi anh. Đi đi đi. Đi đi về, đi về. Ôi, vỡ 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 miếu. Đi đi anh. Cho cảm ơn người nhá, mai anh sẽ quay lại đào một rồi nhá. Đi anh.